À vâng, xin chào các bác nhé. Những quả súp chất EV Electrovine của Mỹ lên đường liên tục mọi người nhé. Các anh chờ em chút, chú ra tí. Em đang được đón niêm tuyết hai đoàn khách, một đoàn về cửa hàng từ thành phố Hải Phòng, một đoàn thì vừa đến thì em mới được giao lưu và mời lướt các chú các anh. Em sợ rằng là sẽ không để vừa bộ sản phẩm này lên trên xe. Súp hơi EV Electrovoid Bass 50, dòng súp bãi xịn, âm thanh rất là hay. Các chú mọi người tranh nhau luôn, để em sẽ cho lớn một chút mọi người nghe phê hơn luôn. Và hiện tại em đang được đón tiếp ở đoàn của chú Viên về mấy cửa hàng từ thành phố Hải Phòng mọi người nhé. Thì hôm nay chú hoàn thiện nốt bộ sản phẩm của mình. Hôm trước thì chú mua ở cửa hàng em một chiếc đẩy PS, một chiếc lưng Pharrell, một chiếc vang GD, một đôi loa B3X12i mọi người nhé, hàng mới, Bass 30. Hôm nay chú qua là chú sắm thêm đôi loa B3X8i làm lời và một đôi súp EV Electrovoid. Hai quả súp này các bác nhé, một đôi này thì là mỗi bác một quả. Đấy, hai bác khách hàng này đều mua hàng ở cửa hàng em, đúng không ạ? Thì hôm nay mỗi bác mua thêm một quả súp nữa. Các bác nhìn những quả súp EV Electrovoid rất đẹp đúng không ạ? Súp hơi dòng hầm mọi người nhé. Bát 50 từ 19 quả 6,3 giá 6.500.000 đồng một quả, hàng bãi xịn, bao zin. Em mời các bác cùng mọi người nghe lại nhé. Tiếng bass nó rất là sâu, mềm tiếng. Nó thả những tiếng bass rất là giá trị, đẳng cấp. Giá cho quả súp này là 6.500.000, giá quá hợp lý cho mọi người đầu tư. Tuyệt vời chưa ạ? Các chú đã tuyệt vời rồi, nếu mà gặp ghế này thì thoải mái rồi. Hay quá, cháu tưởng là không gặp được ghế ạ. Tuyệt vời. Ok. Rồi ạ, tuyệt vời. Các bác thân mến, em chia sẻ thật sự luôn là chúng em chưa kịp vệ sinh để bán mọi người ạ. Hôm nay em gửi đi nhiều rồi mọi người nhé. Quả này em vệ sinh này, em sơn qua được cái lưới này, còn quả này chưa kịp vệ sinh, chưa sơn được qua cái lưới này. Chú bảo thôi để về chú sơn cho. Chú biết là ở cửa hàng cũng bận. Đó là điều tuyệt vời mà các bác khách hàng dành cho cửa hàng em. Ok, em cho lên xe đi. Tuyệt vời chưa? B3X8i giá 4.1 triệu mọi người nhé. Màu đen, màu trắng là 3.8 triệu. Các bác thích dùng màu trắng sơn thành màu đen, giá vẫn 3.8 triệu, em sơn hộ mọi người nhé. Còn đây ạ, quả súp EV Electrovoid Bass 50. Đây em sẽ quay ra. Nó đẹp từ trong ra ngoài mọi người nhé. Bass 50 từ 19. Quả súp này thích hợp cho các bác cùng anh em sử dụng ở gia đình mọi người nhé. Đây ạ. Ok chưa ạ? Rồi, anh em cho em xe. Vâng, cháu cảm ơn chú Viên nhá. Cảm ơn các chú quý mến ủng hộ. Chú vừa đến chú ấy nói luôn là mua bộ ở cửa hàng em, đúng không ạ? Đó là loa B3X12i đẩy PS vang GD lưng Pharrell. Thì anh em bạn bè hàng xóm sang là cũng khen ngợi. Không phải không chú Viên? phải như thế đúng không ạ? Anh em bạn bè là khen ngợi nói rằng là bộ này ok. Chưa chắc là vừa. Ok, xin chào các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua loa full B3X đúng không ạ? 12i mới, bãi em đều có. Súp EV Electrovoid bãi Mỹ em có, B3X8i em có mọi người nhá, quản lý nguồn. Còn đây ạ, đang chờ đón một chú và một anh trai đang đến tham khảo đôi loa B3HF102 mọi người nhá. Em vừa về 4 đôi. Giá của nó là 10.200.000 đồng một đôi mọi người nhá. 2 bát, 25, 2 trung, 2 tép, những đôi loa bãi tuyển đẹp. B3 là một thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Đôi thùng gỗ. Ok, cảm ơn các bác cùng mọi người. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.
chưa chắc đã vừa. Ok, thôi cứ để anh em sắp xếp. Vâng ạ.